bác đang làm gì đây các bác ơi? À, các bạn, thưa các bạn, đây là những người dân ở quê tôi đang còn làm những dây này ra để bắt cào cào nhé các bạn nhá. Rất là sáng tạo các bạn. Tức là bây giờ mình lùa nó vào trong này bác. Vào trong cái nhà xinh xanh này. Một kiểu đánh cao cao bắt châu chấu rất là thông minh. Cần đến 3-4 người thôi. Mùa này có không hả bác? Cuối mùa. Lát vài cân thôi. Đấy tôi hoạch à. Từ đó. Giúp tích cực nữa. Thường thường cái này bây giờ là mình bán khoảng bao nhiêu tiền một cân hả bác? 70.000 một cân là mình nhập ra ngoài Bắc đúng không? Đầu năm thì 130.000 đến 101. Ồ đắt thế cơ. Đó đi. Đây các bạn thấy không? Đây cái lồng cái nhà người ta giăng sẵn đây rồi. Đấy lưới này. Đấy có cào băng bay vào đây này. Cả chuồn chuồn vào hết luôn. Còn gì vào. Đấy các bạn thấy không? Lấm tấm cào cào đang còn đậu trên lưới này. Đấy. Đấy thấy chưa? Đập chấu to nặng vậy. Đập đi đập chấu đi. Đập. Trời nó bay này. Chuột cũng vô luôn rồi, có một chuột. Các bạn thì kỹ là thấy cầu cao bay vào rất nhiều. Nhiều lắm. Tập vô luôn. Ôi trời, cả chuột vào đây luôn. Ôi trời, cả chuột vào luôn. Đây, đây, chuột đấy. Đấy, bây giờ chụp lại. Chuột. Đấy, chuột. Đập cho chết đi, chuột nhà đấy. Đấy, các bạn thấy không? Các chuột đấu này. Đấy. Đấy, tút cọc nhựa ra thôi. Một ngày thu hoạch được nhiều không hả bác ơi? Ngày nếu mà đi được đi cả ngày một ngày vài chục cân. Mình đi tất cả các đồng ở đây gần đây luôn à? Khi mà được thì 5 yên, 4 yên. Khi mà được nhiều thì 4-5 cân, ở 4-50 cân. Còn ôi dồi ôi, rồi, ôi thế tiền để đâu cho hết. Đấy, người ta dùng một cái nhựa các bạn để người ta gạt xuống. Tức là cho rụng cao cao châu chấu rụng xuống hết để gom lại. Cái cách này thu hoạch là khá là hiệu quả đấy các bạn. Rụng xuống hết. Các bạn thấy cao cao này rất là nhiều nhá. Nhiều chưa? Châu chấu nhiều chưa? Con này thực ra là con châu chấu ngoài đồng. Đấy, hai ông làm việc cũng rất là hăng say đây. Thu hoạch rất là nhiều. Thank you.
thấy chưa, cục trấu rất là nhiều. Quá là nhiều luôn. Vậy là quang cảnh diễn ra cảnh thu hoạch châu chấu xin được tạm dừng ở đây. Xin chào các bác nha. Đấy, đây rồi. Từ nay đây. Đấy, một lần thu hoạch đã được từ nay nha các bạn nhá. Ước chừng khoảng bao nhiêu đấy bác? 3 kg. 3 kg à? Đó là phải là hít, còn nếu bình thường là phải 10 cân. Ôi giời, nhiều nhỉ. Đấy là toàn cảnh thu hoạch của các bác nông dân quê tôi các bạn ạ. Đấy. Coi như là đã xong. Xong rồi, xong một nhát cùng đó. Có làm tiếp không bác? Xong là về luôn chứ. Về luôn, tối rồi. Tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé.